Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhật ký hạnh phúc sẽ được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Hiện nay rất nhiều người thường có thói quen thức đêm để làm việc, xem phim và ngủ bù vào sáng hôm sau để chống lại những cơn buồn ngủ. Thế nhưng thói quen tưởng chừng như bình thường đó nhưng lại gây hại nghiêm trọng cho cơ thể. Đặc biệt, thức đêm thường xuyên còn dễ dẫn đến các bệnh như tăng cân, tiểu đường, bệnh tim, thậm chí dẫn đến đột quỵ. Những người ngủ ngày sẽ bỏ bữa ăn, ảnh hưởng đến tiết dịch và tiêu hóa hàng ngày. Giấc ngủ ban ngày không sâu như ban đêm vì bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, tiếng ồn. Khi giấc ngủ không sâu thì não sẽ không được nghỉ ngơi đầy đủ. Lượng oxy trong não tiêu thụ trong giấc ngủ ngày sẽ nhiều hơn giấc ngủ đêm, nên khi ngủ dậy bạn sẽ thường thấy mệt mỏi hoặc đau đầu, chóng mặt, stress. Nếu việc thức đêm ngủ bù ban ngày diễn ra liên tục thì sẽ gây ra tình trạng suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng khả năng học tập, làm việc, tăng nguy cơ ung thư vú ở phụ nữ và tiến tuyến liệt ở đàn ông. Cơ thể con người vốn là một chiếc đồng hồ sinh học và chúng ta phải đặc biệt tuân thủ nguyên tắc để điều hòa duy trì sự sống. Từ 21 giờ đến 23 giờ, hệ miễn dịch đào thải chất độc. Lúc này, bạn nên giữ trạng thái yên tĩnh. Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng, gan bài tiết chất độc. Quá trình này cần tiến hành trong khi cơ thể ngủ say. Từ 0 giờ đến 1 giờ sáng, cơ thể rơi vào trạng thái ngủ thật sự. Do đó, bạn nên ngủ trước đó 1 giờ đến 2 giờ. Để từ 0 đến 1 giờ, bạn sẽ chìm vào giấc ngủ. Từ 1 giờ đến 3 giờ sáng, mật bài tiết chất độc. Quá trình này cũng cần tiến hành trong khi ngủ say. Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng, phổi bài tiết chất độc. Vì thế, những người đang mắc bệnh ho thường ho dữ dội vào khoảng thời gian này. Từ 12 giờ đến 4 giờ sáng, tủy sống tạo máu. Do đó, bạn cần ngủ say, không nên thức khuya. Từ 5 giờ đến 7 giờ sáng, ruột già bài tiết sau một giấc ngủ dài. Do đó, khi không được ngủ, cơ thể sẽ không có cơ hội bài tiết chất thải và tích tụ lại trong cơ thể. Trong cuộc sống, có một số nghề nghiệp đặc thù khiến bản thân của bạn buộc phải thức đêm và thật khó để kiểm soát các cơn buồn ngủ, sự mệt mỏi vào ban ngày. Tình huống sau đây sẽ là một ví dụ. Về ngủ. Anh nghe nè. Anh ơi, anh tranh thủ về sớm đón con giùm em nha. Nay em phải lên công ty sớm. Cái gì sếp vô? Sếp nào? Má đây cho sếp nào? Má. Trời ơi, cái thằng này. Má tự nhiên sao má qua lúc nào không may vậy? Thì má vừa ấy quá. Bây giờ con mệt thì con lên lầu ngủ cho má nha. Chứ ai lại nằm ở ghế như thế này? Vậy má qua nhà con xíu. Ừ, lên đi. Ủa, má. Má có qua chơi hả? Ừ, má mới qua. Anh nấu cơm chưa? Này tính đi nấu mà ra đây ngồi gió mát quá ngủ quên. Thôi má, má thông cảm, vợ chồng con giờ này hơi bận dạ. Nên là má ngồi đi chơi xíu đi, còn với anh Mạnh xuống dưới bếp nấu một xíu là xong à. Dạ. Con thấy chồng con chưa, nó đi làm đêm hôm, bây giờ nó mệt rồi phải để cho nó ngủ chứ. Dạ không có sao đâu má, chồng con anh quen cảnh mà làm đêm ngủ ngày không sao đâu má. Trời ơi, tại sao con cứ không sao nhỉ? Con phải tính là chồng con đi làm từ 7-8 giờ tối này đến 7-8 giờ sáng hôm sau là bao nhiêu tiếng? 12 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ con phải để cho chồng con ngủ lại 12 tiếng đồng hồ thì nó mới lấy lại sức được chứ. Mà má phải để cho anh ăn thì anh mới có sức được. Bây giờ không nói nhiều, má nói con lên lầu ngủ. Là ngủ không có được, anh phải ở lại đây ăn cơm với má. Không, đi ngủ cho má. Không, ăn. Thôi. Rồi rốt cuộc là bây giờ con ăn hay ngủ? Nếu bạn phải thức đêm,
làm sao để hạn chế những ảnh hưởng tới cơ thể? Thưa quý vị, chúng ta vừa xem một tình huống mà Trâm nghĩ đây là một tình huống rất là thực tế và xảy ra trong rất là nhiều gia đình. Và để tìm hiểu hơn về cái vấn đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp một khách mời, thạc sĩ tâm lý trị liệu Lê Thị Minh Hoa. Dạ, chào chuyên gia ạ. Xin chào MC Hồ Bích Trâm. Xin chào các quý khán thính giả đang xem chương trình. Thưa chuyên gia, là vừa rồi mình có xem một cái tình huống mà em nghĩ là nó xảy ra rất là nhiều cho gia đình. Ngay cả bản thân của em cũng vậy. Cái công việc của mình á, là mình đi làm ban đêm nè, rồi thức khuya nè, thì ban ngày á, mình sẽ ngủ rất là nhiều. Thì không biết là chuyên gia nghĩ như thế nào về cái chuyện là mình làm đêm nhiều, thức đêm nhiều nhưng lại ngủ bù vào ban ngày. Trong cuộc sống á, có thể là vì một cái hoàn cảnh hoặc một điều kiện sống nào đó, nhiều người về tới cái đồng hồ sinh học của chúng ta là sẽ ngủ vào ban đêm, nhưng mà thay vì ngủ thì chúng ta đi làm. Vì vậy cho nên khi làm ban đêm rồi thì ban ngày chúng ta phải nghỉ bù, chứ nếu không thì chúng ta sẽ không thể tái tạo lại cái năng lượng để chúng ta có thể làm việc và sống được. Thì ở đây mình sẽ phân biệt nha, những cái người mà họ phải làm công việc ban đêm, chứ không phải giống như một số bạn trẻ bây giờ đây là cày đêm, là cày view, gọi là cú đêm thì nó lại khác nha. Thì những cái người mà phải làm việc ban đêm á, thì mình sẽ thấy là gặp cũng rất là nhiều khó khăn, và nó cũng ảnh hưởng không ít đến cái sức khỏe và cái cuộc sống gia đình. Khi mà chúng ta đã làm ban đêm rồi thì sau đó là chắc chắn là chúng ta đầu tiên đến với chúng ta đó là nó mệt mỏi. Ví dụ như là có gia đình thì nhiều người về là còn phải làm tiếp tục công việc gia đình. Cho đúng nên là cái tình huống của chúng ta vừa rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Lại phải bắt buộc công việc nhà nữa. Thế nên là những người đó sẽ hoàn toàn thực sự là chúng ta sẽ đuối đó. Cái thứ hai là mình thấy nữa là khi mà mình đã như vậy rồi thì cái tâm lý của mình dễ cau có, khó chịu lắm. Nếu mà cuộc sống mà nó cứ kéo dài như vậy thì cái việc mà căng thẳng hoặc là stress rồi đến trầm cảm là rất dễ xảy ra. Có nhiều em á nói với cô ơi em thức khuya, hoặc là nhiều nói chị ơi em thức khuya, em đâu có ăn nhiều đâu mà sao em mập á trời. Cho nên là thức khuya cũng là một cái mà nguyên nhân gây ra cái việc mà béo phì. Nó cũng ảnh hưởng đến dạ dày chứ. Rồi tim, gan, phèo phổi nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết được rằng là cơ thể ta nó cũng là một cái đồng hồ sinh học. Từ khoảng 23 giờ cho đến 1 giờ sáng là lúc mà các limbo tế bào nó sẽ giúp chúng ta thải độc. Cho nên là chúng ta thấy là những người càng thức khuya thì da mặt ít khi nào đẹp lắm. Chắc chắn là bị nổi mụn nè. Da của mình nó sẽ nhăn nheo, lão hóa nhanh hơn những cái đúng người ngủ sớm, đúng không ạ? Đúng rồi. Rồi còn thêm nữa là từ 1 giờ cho đến 3 giờ lúc đó gan nó sẽ nó hoạt động. Rồi mình thấy là tiếp theo nữa là từ 1 giờ đến 4 giờ thì đó là cái khoảng thời gian mà tuyến tụy nó làm việc. Đối với những cái bạn mà còn đang tăng trưởng về chiều cao thì mình thấy rằng là giấc ngủ thật sâu từ 23 giờ cho đến 1-2 giờ sáng, lúc đó thì tuyến yên nó mới tiết ra cái hormone sinh trưởng. Bây giờ thì chuyên gia có cách nào hoặc là mình làm cách nào để mà mình có thể giảm được cái mức độ là mình thức khuya rồi mình ngủ bù vào ban ngày không ạ? Thì thực ra thì về cuộc sống thì mỗi người chúng ta chẳng hạn không có cái sự lựa chọn nào khác thì chúng ta phải làm việc ban đêm. Thì bản thân mình làm sao để cho nó giảm cái tác hại nó xuống cái mức độ thấp nhất có thể. Thì tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của mỗi người. Nếu mình đi làm ban đêm thì làm sao mình cố gắng thu xếp để sau khi làm ca xong thì mình có được cái giấc ngủ. Đó là cái đầu tiên. Mà cái giấc ngủ đó thì nó làm sao có duy trì được, làm sao chúng ta có thể ngủ sâu được. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải có cái chế độ về ăn uống. Ăn uống làm sao cho nó phù hợp. Có nhiều người khi đi làm xong về mệt quá là cái đầu tiên là lăn ra ngủ liền, không có nghĩ rằng là mình sẽ phải tạo thêm cái năng lượng cho cơ thể mình. Đó là sau một đêm thì chắc chắn là chúng ta cần thức ăn để bổ sung cho cơ thể mình. Thế thì chúng ta sẽ ăn uống cái gì theo kiểu mà ăn vội ăn vàng, ăn theo kiểu mà thức ăn nhanh thì cái điều đó nó lại không mang lại cái tác dụng tốt, mà có khi nó lại còn phản ngược lại tác dụng cho chúng ta nữa. Và cái điều thứ ba nữa là khi mình đã xác định là công việc của mình như vậy thì mình phải có cái kế hoạch sắp xếp chuẩn bị để cho cái cuộc sống của mình nó không có bị trục trặc. Chẳng hạn như là vợ chồng đi, giống như tiểu phẩm chúng ta vừa xem, chẳng hạn như mình có phải trao đổi lại với người vợ của mình để hiểu được là cái người làm đêm như vậy thì cái sức khỏe nó như thế nào. Và sau khi về mình sẽ bàn bạc với nhau là phân công ai đưa đón con giờ nào, đỡ tránh cái mâu thuẫn xảy ra. Là nhiều người nói, tôi đi làm đêm về tôi mệt lắm rồi, tức là làm đêm tức là tôi đã phải vận động rất nhiều rồi, cho nên tôi không cần tập thể dục. Thì cái đó cũng không đúng. Tức là chúng ta vẫn có thể mỗi một ngày ngoài công việc đó ra thì chúng ta vẫn phải dành một cái thời lượng nhất định nào đó vận động cơ thể để chúng ta tăng cường cái khả năng cơ thể của mình lên. Thì có như vậy thì chúng ta mới làm sao hạn chế bớt được cái vấn đề là
cái tác hại của cái việc làm đêm. Chúng ta là ngoài ăn, uống, thì tập luyện, rồi chúng ta cân bằng về cái vấn đề trao đổi với nhau để chúng ta có cái sự hiểu nhau về tâm lý, thì chúng ta cũng có cái cách để làm giàu thêm cái tri thức bản thân mình thêm. Rồi làm sao chúng ta sắp xếp cho nó có kế hoạch thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Thì khi mà mình làm đêm như vậy á, thì bản thân của em cũng vậy, là sẽ nạp vào trong cơ thể của mình nhiều cái loại thực phẩm, nhiều cái loại nước uống để giúp cho cái tinh thần của mình nó tỉnh táo hơn. Thì không biết là theo chuyên gia nghĩ thì mình sử dụng những cái loại nước đó thì có tốt hay không ạ? Tại vì nếu đêm mà chúng ta nạp nhiều cái năng lượng mà nhiều khi quá nhiều đường cũng không tốt cho cơ thể. Cái nữa là chúng ta sử dụng, chẳng hạn như người nói là tỉnh táo hơn tôi sẽ sử dụng mà nước cam chẳng hạn thì cũng sai. Tại vì thì sau 2 giờ chưa? Nước cam là không có được sử dụng vào buổi tối đâu mà. Đúng rồi. Vậy thì những cái anh tài xế thì như thế nào mà chuyên gia? Tại vì thường là họ phải lái đêm thì thường là em sẽ thấy là họ sẽ uống rất là nhiều nước ngọt. Đúng rồi, và nước tăng lực, những cái điều đó thì về lâu dài hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe của chúng ta, ai cũng biết điều này. Ví dụ như là trước 8 giờ tối nhiều người có thể dùng một tách cà phê nho nhỏ thì cũng có thể ổn để mình tỉnh táo, nhưng mà nếu uống nhiều quá thì nó ảnh hưởng đến giấc ngủ, là nó thay đổi cái đồng hồ sinh học. Sau một khoảng thời gian mà nếu chúng ta công việc chúng ta mà không làm đêm nữa thì tự nhiên cái giấc ngủ nó cũng bị thay đổi và chúng ta rất khó để thích nghi quay trở lại cái giấc ngủ của chúng ta nữa đó. Đó, cho nên nếu mà sử dụng cái nước uống mà nó không phù hợp thì nó ảnh hưởng đến cả cái giấc ngủ của chúng ta nữa kia. Dạ. Vậy thì bây giờ ban ngày nếu mà một cái ngày nào đó mà mình được nghỉ và mình không có phải làm đêm rất là nhiều thì theo chuyên gia thì ban ngày khi mà mình ngủ bù lại bao nhiêu tiếng thì nó sẽ đủ cho khi mà mình thức nguyên một đêm như vậy ạ? Theo một cách công bằng nhất thì một ngày có 24 giờ thì chúng ta sẽ chia làm sao để chúng ta có được 1/3, 1/3 là tốt nhất đúng không? 8 giờ làm việc, 8 giờ sinh hoạt cuộc sống, 8 giờ để đi ngủ. Thì đó là cái cách gọi là hoàn hảo nhất. Nhưng mà không phải ai cũng được như vậy. Nhưng mà chúng ta cần giấc ngủ sâu hơn là chúng ta ngủ nhiều. Vì vậy cho nên tối thiểu làm sao chúng ta cũng đảm bảo một cái giấc ngủ là từ 5 đến 6 tiếng mà được ngủ sâu thì vẫn tốt hơn rất là nhiều. Đó. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tranh thủ để chúng ta có cái giấc ngủ ngắn. Chẳng hạn như là chúng ta tranh thủ giờ trưa hoặc tranh thủ chợp mắt 10-15 phút thì cái điều đó cộng lại làm sao cũng đảm bảo từ 5 tiếng cho đến 6-7-8 tiếng thì điều đó tốt. Em thì nói thiệt luôn nha, là nhiều khi ngủ dậy xong rồi có cảm giác nó qua cái bữa ăn của mình rồi á chuyên gia. Cho nên là mình cảm giác là mình không muốn ăn luôn. Mình bỏ bữa như vậy thì ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào không ạ? Thì mình cũng biết được rằng là cái năng lượng cơ thể nó vào chúng ta một phần là do ăn uống rất là nhiều. Vì vậy cho nên dù bất cứ lý do nào cũng không nên bỏ bữa. Cái vấn đề là mình sẽ cân bằng cái bữa như thế nào. Và nhiều người nghĩ rằng là tôi chỉ cần ngủ thôi là tôi sẽ lấy lại được năng lượng, nhưng không đủ. Tại vì cơ thể mình năng lượng nó nạp vào mà không phải một thứ đâu. Cơ thể mình cần rất nhiều cái thứ khác nhau, chẳng hạn như các vitamin này kia đầy đủ ha. Chúng ta ăn uống đầy đủ chất thì lúc đó nó giúp cho chúng ta, cơ thể chúng ta thứ nhất là nó làm việc một cách đều đặn và cứ theo như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Dạ, cảm ơn thạc sĩ tâm lý trị liệu Lê Thị Minh Hoa ngày hôm nay đã đến với chương trình Nhật ký hạnh phúc và có những cái chia sẻ rất là bổ ích cũng như là những cái kiến thức hay ho để dành cho những người mà có cái thói quen đó là ngủ ngày và làm đêm. Chắc hẳn là quý vị đã bỏ túi cho mình một lượng kiến thức rất là hay, rất là bổ ích. Và Trâm cũng hy vọng là quý vị khán giả, những anh chị nào đang làm việc ban đêm và phải ngủ bù lại ban ngày, mình sẽ cải thiện được cái tình trạng sức khỏe của mình cũng như là cuộc sống của mình ha. Cảm ơn thạc sĩ tâm lý trị liệu Lê Thị Minh Hoa ngày hôm nay đã đến với chương trình Nhật ký hạnh phúc. Và quý vị khán giả đừng quên giờ phát sóng của chương trình 18:10 thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ạ.